Ở đây người ta cho chúng ta là sơ đồ phản ứng. Ở đây có tất cả là bốn. Bởi ở đây người ta cho khá là dễ, người ta đều cho công thức. Nếu bài này cho tên thì chúng ta phải mất một công đoạn, đó là chuyển từ tên sang công thức, sau đó mới viết. Rồi, để làm câu hỏi này thì mời bạn Khoa cùng hợp tác nào. C6H12O6 để tạo ra rượu thì làm một cái nào? Giờ để tạo ra rượu thì lên Đây mang gì? lên mét rượu Đúng rồi, nhiệt độ bao nhiêu? giờ 30 đến 32 độ C. Cái triết lý để chúng ta học cái chuỗi đó là chúng ta sẽ ghi nhiều. Chứ còn nếu mà cái chuỗi mà bạn ghi một hai lần thì chúng ta sẽ không hiệu quả. Sản phẩm là C2H5OH cộng cho dễ em ơi. Giờ cộng cho CO2. Rồi cân bằng cho thầy luôn. Giờ 2 lần C 2 S. Hai từ rượu etylic C2H5OH em cộng có chất nào để tạo thành CH3COOH? Cộng gì? Giờ cộng với Từ rượu mà ra giấm ăn thì cộng gì? Mới vừa cho ghi mà bây giờ trả lời không được đó. Dù vẫn đây mang giấm á. rượu giấm ăn là Cộng cho gì? Xem lại nhanh đi em ơi, cái gì đâu mà khó vậy? Vừa cho ghi bây giờ hỏi lại không trả lời được. Cộng gì quý ơi? Cộng gì Khoa? Cộng O2. Rồi cộng cho H2O đằng sau nữa là xong. Dễ mà cái gì đâu khó vậy Khoa ơi. Phương trình 3. Từ axit CH3COOH em tác dụng với chất nào để tạo thành CH3COO tất cả hai lần canxi? Cộng gì em ơi? GCA. Đúng rồi, CaO. Bản chất là gì? Cái thằng CH3CO này bây giờ sẽ kết hợp với canxi để tạo ra đây. Phần còn lại là gì em ơi? Giờ cộng CO2 với nước. Làm gì có CO2? Rồi cân bằng hai vào axit là đủ. Rồi xong. Phương trình thứ tư, phương trình cuối cùng. Từ muối về axit cộng gì? Giờ muối về axit cộng cho hết. Đúng rồi, chính xác. Từ muối mà về axit thì chúng ta sẽ chọn axit mạnh, đẩy axit muối ra khỏi, axit yếu ra khỏi muối. Ở đây mình dùng là HCl. Cái đó nó tạo thành CaCl2. Được chưa? Rồi, và đây là toàn bộ những gì mà chúng ta liên quan tới chuỗi phản ứng. Đó. Ở thông qua 7 chuỗi này thì chúng ta lưu ý với thầy là những cái phản ứng nào mà chúng ta chưa hiểu, chúng ta chưa làm được thì chúng ta cố gắng rèn lại cho thầy. Để giao vào chúng ta xem lại lý thuyết. Tất cả gì thầy đã nói hết trong cái này rồi em nha. Được chưa nào? Nói chung là nó có mấy cái phản ứng chính thôi chứ không có nhiều đâu.